Em đã quay trở lại với series 5 phút học văn mỗi ngày cùng với chị Hiên. Và chị là Minh Hiên, rất vui vì được gặp các bạn ở trong phần video clip này. Ngày hôm nay, ở trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày cùng với chị, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một phần khối lượng kiến thức mà chị tin rằng có rất là nhiều bạn cũng băn khoăn trong quá trình học. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, các em nhé. Tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những phần kiến thức mà chị nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng ở trong tác phẩm này. Và biết đâu năm nay khi mà được hỏi nếu như trong đề thi vào Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân thì sẽ hỏi vào phần nội dung kiến thức này thì sao, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật bà Cụ Tứ. Nhân vật bà Cụ Tứ, được không nào? Nhà thơ Chế Lan Viên thì đã từng viết trong một bài thơ rất nổi tiếng của mình là bài thơ Con Cò, có hai câu thơ: con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Có lẽ tình mẫu tử chính là một trong những cảm xúc, là một trong những đề tài, và đối với rất nhiều người thì đó còn là chân lý của cuộc đời nữa, đặc biệt là đối với những người mẹ. Và ở trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, chúng ta cũng thêm một lần nữa bắt gặp hình ảnh của một người mẹ tảo tần cả cuộc đời của mình vì con. Đó chính là bà Cụ Tứ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật này. Và tất nhiên rồi, điều quan trọng nhất đó chính là tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của nhân vật. Chúng ta sẽ cùng nhau xét ở các khía cạnh khác nhau khi tìm hiểu về nhân vật bà Cụ Tứ các bạn nhé. Chắc hẳn giờ là các bạn vẫn còn nhớ khi mà chị nói với các bạn ấy là nếu như mà chúng ta có tìm hiểu về nhân vật ấy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về gì nhỉ? À, công thức của chúng ta, chị sẽ nhắc lại ở đây cùng với các bạn. Chúng ta sẽ có cái công thức khi mà tìm hiểu về các nhân vật. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về cách giới thiệu nếu như nhân vật đó xuất hiện một cách rất đặc biệt qua lời kể của tác giả. Ok chưa nào? Cái thứ hai, đó chính là cái này có thể có hoặc là không nhé. Cái thứ hai, chắc chắn phải có, đó là chân dung, hay còn gọi là ngoại hình của nhân vật. Phần tiếp theo, đó là hoàn cảnh, số phận. Và cuối cùng, đó chính là diễn biến tâm trạng. Thì hãy nhớ giúp chị điều này nhé. Đó là diễn biến tâm trạng bao giờ cũng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu sắc nhất về tính cách của nhân vật. Ok chưa? Bao giờ cũng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc nhất về tính cách của nhân vật. Vậy nên các bạn sẽ lưu ý điều này giúp chị nhé. Sau đó khi làm tất cả mọi thứ xong thì chúng ta sẽ khái quát về nhân vật này. Ok chưa nào? Chị tin rằng là với cái sự định hướng này của chị thì việc giải quyết những cái đề bài liên quan tới nhân vật ở trong các tác phẩm văn xuôi, các bạn sẽ không còn cảm thấy khó khăn nữa. Ok chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật bà Cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách giới thiệu. Được không nào? Chúng ta đều biết rằng là nhân vật bà Cụ Tứ ở đây chính là mẹ của anh Cu Chàng, đúng không nào? Nhưng mà qua cái cách giới thiệu của nhà văn Kim Lân với cái ngòi bút miêu tả chân thực của mình thì bà Cụ Tứ xuất hiện với gì nhỉ? À, với hình ảnh trước tiên là của tiếng ho húng hắng. Đúng không nào? Trước tiên là tiếng ho húng hắng. Thứ hai là gì nhỉ? Là dáng người lọng khọng.
là dáng người lọng khọng. Đúng không? Là đôi mắt nhấp nháy, đúng không nào? Và rõ ràng là với những cái chi tiết được miêu tả như vậy thì đã giúp cho chúng ta hình dung ra về hình ảnh của gì nhỉ? Một người mẹ nông dân già yếu. Với một cái cuộc đời rất là bất hạnh, đúng không? Cực kỳ là bất hạnh khi mà chồng chết, con chết, cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình đã cực kỳ là nghèo khổ rồi, sống trong sự nghèo khổ và đôi khi cũng có cả cái sự túng quẫn nữa, đúng không nào? Nhưng mà người mẹ này vẫn mang trong mình một cái tâm hồn cực kỳ là lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái phần tiếp theo. Phần này cũng chính là cái phần chân dung luôn, ngoại hình luôn. Về diễn biến tâm trạng. Thì diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ sẽ chia thành hai trạng. Đó là khi về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Khá là khác với cả nhân vật anh cu trà và nhân vật người vợ nhặt. Bởi vì là sao ạ? Bởi vì là nhân vật này thì chỉ xuất hiện ở trong hai phân đoạn này thôi. Ok chưa ạ? Khi mà trở về đến nhà thì tâm trạng của bà cụ Tứ như thế nào nhỉ? À, khi mà về đến nhà thì tâm trạng cực kỳ là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì không biết là có người phụ nữ lạ mặt nào đang ở trong nhà mình. Quái lạ, sao lại có người đàn bà nào ngồi trong đó nhỉ? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình thế kia? Sao lại chào mình bằng u? Và bà lão lúc đó trước cái sự băn khoăn, suy nghĩ, thắc mắc của mình thì bà lão đã không tin vào cảm giác của mình. Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn vì tự dưng bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải. Nhưng mà thật sự là không phải là đôi mắt của bà gì ạ bị nhoèn đi, mà là bà không bao giờ nghĩ đến việc là ở trong nhà mình lại là vợ của con trai mình, đúng không? Chúng ta thấy rằng là khi tâm trạng ban đầu rất là ngạc nhiên, rất là băn khoăn và không hiểu rằng là ai đang ở trong nhà mình thế kia. Nhưng mà khi mà về đến nhà và hiểu ra cơ sự, hiểu ra mọi chuyện, khi mà hiểu ra mọi chuyện thì người mẹ già này đã gì ạ? À, người mẹ già đã cúi đầu nín lặng. Lòng người mẹ nghèo ấy vừa hiểu ra biết bao nhiêu là cơ sự ai oán, vừa xót xa cho số kiếp của con trai mình, vừa xót xa cho cô con dâu ngày đầu mới về nhà chồng. Và trước cái sự hạnh phúc của con trai khiến cho gương mặt của người mẹ già khổ hạnh cũng đã rạng rỡ hẳn lên. Thế nhưng sau sự hạnh phúc cũng là những cái nỗi buồn tủi. Người ta dựng vợ gà chồng cho con là lúc trong gia đình nhà mình ăn nên làm nổi. Làm nổi thôi thì bổn phận của người làm mẹ đã chẳng lo được gì cho con, đúng không ạ? Tức là lúc này thì vừa mừng nhưng cũng vừa lo, vừa buồn nhưng cũng vừa vui, đúng không ạ? Cực kỳ lo lắng cho cuộc sống của những đứa con mình sau này, phải không nào? Và hình ảnh của người mẹ, nhưng mà sau tất cả thì tấm lòng của người mẹ già vẫn luôn rộng mở để cho những đứa con của mình. Sau đó thì bà cụ Tứ đã chấp thuận, đã chấp thuận nàng dâu. Bà cũng nghĩ rằng là đáng lẽ cũng phải làm một vài mâm cơm cho nó tử tế, đúng không ạ? Cũng nghĩ đến cái chuyện lễ nghĩa. Thế nhưng mà bởi vì bây giờ gia đình mình đang khó khăn quá, thế nên là không thể nào mà thực hiện cái điều đó được. Bà lão đồng cảm với số phận của người vợ nhặt, đồng cảm với số phận của cô con dâu của mình. Bởi vì nhìn người đàn bà ngồi kia, bà lão lại nghĩ về cái cuộc đời dài đằng đẵng của mình với biết bao nhiêu là những bất hạnh. Tất cả đều xuất phát từ cái sự lo lắng, xuất phát từ cái tình thương của người mẹ lo lắng cho những đứa con của mình, biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không, đúng không nào? Và đấy là buổi tối hôm trước khi mà về đến nhà. Buổi sáng hôm sau thì sao nhỉ? Buổi sáng hôm sau chúng ta đã thấy được một cái sự thay đổi. Đó là hình ảnh của bà cụ Tứ bây giờ đã vui,
gương mặt nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường. Và trong bữa cơm ngày đó thì bà nói toàn chuyện vui thôi. Và bà còn gì ạ? À, đãi những đứa con của mình một cái nồi cháo cám, nhưng gọi là gì nhỉ? Gọi là chè khoán. Chưa bao giờ trong cái hoàn cảnh đen tối, mờ mịt, thế nhưng mà người đàn bà này, người mẹ già này lúc nào cũng nghĩ về một cái tương lai vô cùng là tươi sáng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta vẫn thường nói rằng là bà cụ Tứ ấy, chính là người nhen nhóm lên ngọn lửa để thắp lên niềm tin cho những đứa con của mình. Đúng không nào? Đây là nhân vật mang trong mình số phận điển hình tiêu biểu cho hình ảnh của người mẹ Việt Nam trước cách mạng. Và kể cả bây giờ cũng như vậy, mang trong mình những cái vẻ đẹp về tâm hồn, yêu thương con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả cho những đứa con của mình. Được không nào? Các bạn thân mến, thì đó là những cái thông tin mà chị cung cấp cho các bạn về hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ. Chị hy vọng rằng là với cái phần chị chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã có thể hình dung ra được cái diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ và hiểu hơn về cái cách phân tích nhân vật này. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chị qua Facebook cá nhân các em nhé. Cảm ơn các em vì đã theo dõi phần 5 phút học văn cùng với chị Hiên, và chúc cho các bạn sẽ có những giờ phút học văn thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Bye bye!